Dạ hello, em xin chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Dạ hôm nay em làm một cái video này, em chia sẻ tới cho cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa cắt la da trồng chậu tác phẩm to đẹp, nhiều thân nhiều hướng đó. Cây chậu tác phẩm đẹp nha. Thì cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm chậu tác phẩm chơi á, chậu to bự thì mình liên hệ với em ha. Thì đầu tiên hôm nay trong cái video này em sẽ chia sẻ lại một cái cây hắc tùng đỏ. Cây này là cây hắc tùng đỏ. Thì cái cây hắc tùng đỏ hôm nay em chia sẻ là cái chậu này là nó khá là nhiều thân. Đó, chậu đang rất là nhiều thân luôn. Cây thuần chậu phi 21 và em trồng thuần bằng vỏ thông nha. Trồng thuần bằng vỏ thông. Đó. Chậu em chia sẻ hiện tại á, là chậu này nó đang được 4 hướng thân tơ. Nó đang được 5 hướng thân tơ luôn nha cả nhà. Hiện tại là nó đang đi 5 hướng thân tơ. Hiện tại lên là nó đang đi 5 hướng thân tơ nha. Đó. Cây em chia sẻ là hiện tại là nó đang 5 hướng thân tơ như thế này. Chậu khá là nhiều thân. Chậu này là em thuần chậu phi 21 nè. Thì cái này về mà cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái chậu này về, mình có thể là sang qua cái chậu gỗ nào mà to bự á, mình chơi là tuyệt vời luôn ạ. Đó, cái chậu đang khá là nhiều thân luôn. Thì cái chậu này em chia sẻ giá là 450k nha. 450k cho cái chậu hắc tùng như thế này. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm chậu tác phẩm to bự. Đó, chậu tác phẩm to bự như thế này thì mình liên hệ với em. 450k cho cái chậu này. Chậu rất là đẹp luôn, đang rất là nhiều thân và hiện tại nó là 5 hướng thân tơ luôn. Đó. Cây thuần chậu phi 21 khá là đẹp luôn rồi. Cô chú anh chị nào mà chơi chậu tác phẩm thì mình liên hệ với em ha. Và hôm nay trong cái video hôm nay thì em sẽ chia sẻ một cái chậu brass. Cây này là cây brass nha. Cái chậu brass này em sẽ chia sẻ với cái giá là 300k. Cây này là một cây brass hồng. Cái hoa của nó khá là thơm. Cái dòng brass á thì thường là nó sẽ có hương về đêm, hương về đêm, và ban đêm nó cái mùi hương của nó khá là thơm nha. Thường là những cái dòng brass là nó như vậy cả nhà. Đó, đa số là những cái dòng brass là nó hương thơm của nó là nó thơm về đêm. Đó, thì hôm nay trong cái video hôm nay em sẽ chia sẻ một cái chậu như thế này. Cây là khá là nhiều thân luôn. Và em trồng chậu phi 21. Đó, em đang trồng trong chậu phi 21. Thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á, cái chậu này giá là 300k. Cái chậu brass hồng như thế này. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái dòng này thì mình liên hệ với em nha. Cái dòng brass á cả nhà, thì đặc biệt của nó là nó khá là xiên bông. Khá là xiên bông. Và nó có cái hương thơm về đêm. Đó, là cái dòng brass á, là nó như vậy. Rồi. Thì cái chậu là chậu thuần phi 21 luôn. Thì hôm nay là em chia sẻ một số cái chậu là chậu thuần phi 21 và chậu to bự cho cô chú anh chị mình sưu tầm về chơi ha. 300k đó. Rồi tiếp theo nữa trong cái video hôm nay á, thì có một cái cây này, cây nụ nè. Cây này là cây Karichaya. Tên của nó là Karichaya. Và hiện tại là nó đang có 3 nụ như thế này. Đó, nó đang được 3 nụ. Cây này là em cũng thuần chậu phi 21 luôn rồi. Thuần chậu phi 21 và thuần giá thể là vỏ thông. Đó. Cái chậu hiện tại là như thế này. Cũng khá khá thân. Và đang có nụ luôn. Đó, cô chú anh chị nào mà muốn chơi nụ thì mình sưu tầm cái chậu này về chơi ha. Giá em chia sẻ là 350k. 350k cho cái cây Karichaya. Đó, Karichaya. Chậu đang nụ luôn, đang ba nụ khá là đẹp. Và cái cây này á, cái dòng này nó lại khá là xiên bông. Cái dòng này á, nó khá là xiên bông, hầu như là nó lên thân nào khỏe là nó đều cho bông hết. Cái dòng này nó khá là xiên bông nha. Đó. Em chia sẻ là 350k cho cái chậu này, chậu thuần phi 21 khá là đẹp rồi. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái mặt hoa đó thì mình liên hệ với em qua số điện thoại là 0386232357 nha. Rồi. Tiếp tục nữa thì em sẽ chia sẻ thêm một cái chậu. Cây này là cây tên của nó là Mary Jane.
hay còn gọi là lục đại thượng đó, Meridian hay còn gọi là lục đại thượng. Thì cái chậu hôm nay em chia sẻ nó là hiện tại là cũng đang ba hướng thân tơ, ba hướng thân tơ và cũng khá thân nha. Cây thì em đã thuần chậu phi 21 rồi, chậu phi 21 rồi. Thì về cô chú anh chị mình để như vậy cũng được, tại vì cái khoảng trống nó vẫn đang còn mà. Cái cây lục đại thượng á, Meridian này á, thì cái dòng này nó ra bông khá là nhiều và khá là xinh bông đó. Cần bông của nó nè, cần bông của nó rất là nhiều luôn. Cái dòng này á thì nó trên cái cần bông của nó thì thường là nó có thể là đạt 5 tới 7 bông đó, 5 tới 7 bông trên một cần bông. Nhưng cái bông của nó là thuộc dạng là bông sa trung, bông sa trung, bông tầm khoảng độ là 9 cm đổ lại, 8 9 cm đổ lại đó, 8 9 cm đổ lại. Một cái cây này á, cái cây lục đại thượng này á, thì hoa của nó là hoa cánh sáp, dạng cánh sáp và rất là thơm, rất là lâu tàn. Thường những cái dòng cánh sáp thì nó sẽ như vậy đó. Thì em chia sẻ cái chậu như thế này, giá là 350k cho cái chậu lục đại thượng như thế này. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em nha, 350k đó. Hôm nay em chia sẻ những cái chậu là đều là chậu to đẹp đó, thuần chậu rất là khỏe và rất là đẹp luôn, cho cô chú anh chị mình xem. Cô chú anh chị nào mà yêu thích thì mình sưu tầm về chơi ha. Đó, 350k cho cái chậu lục đại thượng như thế này đó. Rồi tiếp tục trong cái video hôm nay thì em chia sẻ thêm một cái cây u ly hồng đó, một cái cây u ly hồng. Cây này hiện tại nó là đang ba hướng thân tơ đó, nó là đang đi ba hướng thân tơ, ba hướng thân tơ và cũng khá là nhiều thân luôn. Đây cũng khá là nhiều thân luôn nha, đó đây nha cả nhà, đó rất là nhiều thân luôn. Chậu đang ba hướng thân tơ, ba hướng thân tơ. Cái chậu u ly hồng này thì em chia sẻ cho cô chú anh chị mình á với giá là 350k cho cái chậu như thế này. Cây cũng thuần chậu phi 21 và thuần vỏ thông luôn rồi, khá là đẹp. Cây thuần vỏ thông, chậu phi 21 khá là đẹp luôn nha. Đó. Cô chú anh chị mình mà sưu tầm thì liên hệ với em. Chậu đang rất là nhiều thân và rất là khỏe. Cái dòng u ly này cả nhà, nó cũng rất là dễ bông. Là nó đặc biệt á, nó hay nở trúng cái dịp Tết á. Cái cây u ly này là nó hay nở trúng cái dịp Tết Nguyên Đán á cả nhà. Đó, nó tầm khoảng giờ mà lên thân á, lên thân mà có mèo á thì khả năng là Tết là có thể là có bông á. Mà những cái mà nó lên thân mà nó có mèo á thì cả nhà mình đừng có xé bỏ cái mèo đó đi, cứ để như vậy là khả năng á, Tết nếu mà mình chăm khỏe thì ở những cái mèo nó cũng có thể là lên bông được đó. 350k cho cái chậu u ly hồng như thế này nha. Chậu em trồng chậu phi 21 khá là đẹp rồi, cây thuần vỏ thông đó, chậu rất là to và đẹp luôn, 350k. Và hôm nay á, trong cái video hôm nay thì em có một cái cây này là cây Mr. Gen, cây Mr. Gen màu vàng lưỡi đỏ đó, cái cây như thế này, cây Mr. Gen. Và hôm nay em chia sẻ là em có một cái chậu này, nó đang có nụ đó, nó đang đậu nụ như thế này, được một còn một chậu này thôi nha cả nhà. Em chỉ còn một chậu duy nhất này thôi, nó đang có nụ nè. Thì em chia sẻ giá là 500k nha, 500k cho cái chậu này. Chậu này hiện tại nó cũng đang là đi ba hướng, đi ba hướng. Cái hướng bên này thì đang nụ nè, cái hướng bên này thì nó mới lên thân tơ thôi, và bên này nó có một cái hướng nữa là nó đang có mèo nè. Thì cái cây mà Mr. Gen này nè, cây vàng lưỡi đỏ Mr. Gen này, cái cây này nó khá là xinh bông. Hầu như là thấy là lên thân nào mà nó khỏe, nó lên mèo mà khỏe là khả năng là có thể đậu nụ được luôn đó. Thì cái chậu nụ vừa rồi á, em chia sẻ giá là 500k. Còn cái chậu đang ba bông như thế này nè, thì cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm chậu bông, em cũng bán luôn chậu bông cho cả nhà mình đó. Cho nên là cô chú mình cứ yên tâm đó. Nhiều cô chú hỏi sao bán cây mà sợ gì mà không bán cây bông nha. Nhưng mà đối với em là cả nhà khỏi lo, cây bông hoặc cây gì em cũng bán hết, cả nhà mình cứ yên tâm đó. Kể cả là đang bông hoặc là nụ cũng vậy. Nói chung là cô chú anh chị nào ai nhanh, ai hỏi trước thì mình sưu tầm được trước
đó là mình được cây bông đó. Ai sưu tầm sao thì có thể là sưu tầm cây nụ hoặc cây hàng lá đó. Rồi thì 500k cho cái chậu này, cái chậu đang ba bông, cái cây Mr. Gen nè, cái cây vàng lưỡi đỏ nha, cái bông nó rất là xiên bông. Và đặc biệt cái cây này nè, thì thường á nó đều nở là khoảng là từ ba bông cho tới 5 bông, nhưng mà cái bông của nó cũng đạt rất là to đó nè. Cái khuôn bông của nó vẫn giữ rất là to, nhưng mà nó nở là trên một chùm bông là có thể là 3 đến 5 bông. Cái này là nó bị rụng một bông này nè cả nhà, đây nè. Cái nụ của nó lúc bé, ví dụ như mà cây nó lên khỏe, nó đủ sức để nó nuôi á, thì nó sẽ nuôi luôn. Còn nếu nó không đủ sức nuôi á, thì nó sẽ rụng bớt. Nó sẽ tự nó rụng bớt đi nha cả nhà. Nó tự nó rụng bớt đi. Ở đây nó rụng bớt một nụ đi rồi, nó chỉ giữ lại là 3 nụ như thế này. Đó, nó nở khá là đẹp luôn. Em chia sẻ cái chậu này là 500k luôn. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái chậu bông này thì mình liên hệ với em. Đó, rất là đẹp, rất là đẹp luôn nha. Rồi, hôm nay trong cái video hôm nay á, thì em có một số cái mặt hoa các cây da sưu tầm chia sẻ tới cho cô chú anh chị mình cùng sưu tầm chơi ha. Thì hôm nay á, trong cái video này em sẽ chia sẻ mình cả nhà mình một cái hướng này là hướng ba thân. Cây này là cây hắc tướng đỏ cam. Cây này là cây hắc tướng đỏ cam, và cái cây này em đánh mã ở vườn em là mã số 5 đó, cho nên là em đánh thẳng lên cái bông để cho nó dễ nhớ là hắc tướng mã 05 đỏ cam đó. Thì hôm nay em chia sẻ là cái hướng này là hướng ba thân nguyên dinh, nhưng mà nó kiểu là nó đi chữ T cả nhà đó. Hai thân này là hai thân đầu luôn đó, hai thân đầu, do là nó đi nó nhảy hai măng cùng một lúc á đó. Thì em đã thuần ấm chậu rồi nè, rễ nó xuống nó bám chậu rất là khỏe rồi. Thì em chia sẻ cho cả nhà mình đó, cái hướng hắc lai tướng đỏ cam nè, hướng ba thân nguyên dinh như thế này, giá là 1 triệu. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em đó, 1 triệu cho cái chậu này, giá là 1 triệu, ba thân nguyên dinh, cây ấm chậu rất là đẹp rồi đó. Thì tất cả những cái chậu, tất cả những cái cây mà cây sưu tầm á, thì em đều trồng là thuần chậu phi 18 luôn rồi. Thì về cả nhà mình có thể là để nguyên như vậy cũng được, hoặc là mình thích sang qua chậu đất nung thì mình có thể sang, nhưng mà tốt nhất là em khuyên cả nhà là mình về mình nên để như vậy đó. Tại vì cái này là mới trồng xuống á, thì cái rễ nó đang phát triển như vậy, mà bây giờ mình sang hay mình thay chậu á thì dễ làm là nó tổn thương rễ, nó làm suy cây, và sức cái cây nó sẽ phát triển kém đi đó. Rồi tiếp theo trong cái video hôm nay em sẽ chia sẻ một cái cây 158, cái cây 158 đó. Cái cây này là cây 158, mã 158. Cái cây này á là em đánh, cây này á là cái người sổ ra họ không có đặt tên, họ không có đặt tên, cho nên là em đánh cái số mã ở trong vườn em á là 158 số 1 đó. Em đánh mã để cho dễ nhớ, dễ gọi. Thì em chia sẻ cho cả nhà mình á, cái hướng này là hướng hai thân, thuần chậu khá là đẹp rồi. Đây cả nhà mình xem nè, rễ nó đi rất là nhiều luôn rồi, rễ nó rất là khỏe, và nó đang chuẩn bị sưng mầm lên nè cả nhà. Đây là nó đang lên mầm rồi nè, đây đó. Thì em chia sẻ cho cả nhà mình á, cái hướng 158 này giá là 1200k cho cái hướng 158 như thế này. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em. Cái dòng 158 á, là một cái dòng sổ khá là thành công, khá là hot của Đài Loan đó. Nó sổ ra khá là nhiều cây đẹp đó. Thì hôm nay á, cái cây này cũng là một trong số đó, cái mặt hoa em thấy là nó khá là đẹp và khá là ưng ý đó. 1200k, cái hướng này là hướng dinh, và cái hướng cho bông nè cả nhà đó, hướng cho bông em tách ra em trồng lại đó. Rồi tiếp theo nữa trong cái video này á, em có thêm một cái cây này là một cây 158, thêm một cây 158 nữa. Và tình trạng cái cây này á là cái đa số cái dòng 158 á cả nhà, thì thường nó sẽ là có cái cây là ba mắt ngủ lớn nha. Thì cái cây này á, hiện tại thân đầu là một thân nguyên dinh nè, thân đầu là thân nguyên dinh, thân sau này nè thì em có khai thác một nhát cắt, và ở đây nó vẫn còn một mắt ngủ nè. Đây cái mắt ngủ ở đây,
Và cái này là cái nhát cắt em đã khai thác rồi nè. Thì cái hướng 158 này á, cây này á là em đánh mã là N2 đó, em đánh mã trên vườn em là mã N2 để cho gọi là cây 158 số 2, 158 số 2 đó. Em chia sẻ cái hướng này á là 1600k. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái cây này thì mình liên hệ với em 1600k cho cái hướng như thế này. Thân đầu nguyên zin và thân sau có khai thác và nó vẫn còn một mắt nữa, cái thân sau nó vẫn còn một mắt nữa đó. Hai thân như thế này 1600k cho cái cây 158 mã số 2, 158 số 2. Cái mặt bông của nó khá là đẹp. Cái cây này nó nở ra, nó có những cái đường gân cánh khá là đẹp nha. Cả nhà mình để ý ngay cái mặt bông của nó, mình nhìn là nó có những cái đường gân nổi lên rất là rõ và rất là đẹp luôn. Rồi. Thì hôm nay trong cái video hôm nay em sẽ chia sẻ một cái cây. Cây này là cây Liuzogen, cây Liuzogen đột biến. Cây này là cây đột biến ba lưỡi. Nó là một cây đột biến của cái dòng 165. Cả nhà mình nếu mà cô chú anh chị nào mà đã chơi cái dòng 165 á, 165 của cái cây tem đài á, dòng 165 cây tem đài á, là tên tên đầy đủ của cái dòng 165 đó là Liuzogen Golden Blaubach đó. Liuzogen Golden Blaubach là cái tên gọi của cái mã 165, cái cây tem đài á. Thì cái cây này á là một trong những cái cây đột biến của cái dòng 165. Là cái cây này nó nở ra là nó có ba lưỡi luôn, nó có ba lưỡi đó, nó có ba lưỡi luôn chứ nó bình thường của nó, bình thường cái dòng 165 á thì cả nhà mình chơi thì cả nhà mình biết rồi, nó là cái dòng tem màu vàng lưỡi đỏ đó, là cái bông nó màu vàng, cánh đài màu vàng, còn cái bộ lưỡi nó sẽ là màu đỏ và bên trong lưỡi nó thì thường á nó sẽ có hai cái con mắt ở màu vàng. Còn như đặc biệt cái cây này nó là cây đột biến ba lưỡi cho nên trên cánh của nó sẽ là đỏ nguyên, và khi á đôi khi nó nở nó sẽ có hiện rõ sáu con mắt ra, hiện rõ sáu con mắt, tại vì nó là cây ba lưỡi hiện rõ sáu con mắt màu vàng đó. Và đôi khi cái màu vàng nó rất là mờ, nó sẽ đỏ luôn tại vì nó thành ba lưỡi, nó sẽ to, cái cánh của nó to tròn y như kiểu cái lưỡi luôn đó. Rồi thì cái hướng này em chia sẻ giá là 1800k, hướng hai thân nguyên zin. Ngày xưa một cái thân của cái cây liêu đột biến này thôi á là giá nó đã rơi vào khoảng là 2 triệu cho tới 2 triệu rưỡi một thân đầu đó. Nếu mà cô chú anh chị mình có thể là tra trên Facebook hoặc là hỏi mấy cái anh chị đã chơi trước rồi thì mình sẽ biết cái cây liêu đột biến này ngày trước cái giá nó khá là cao đó. Rồi cái hướng này là em chia sẻ 1800k và cái mặt bông là em có ghim trên màn hình á, thì cô chú anh chị mình xem nếu mà ưng ý thì mình có thể là liên hệ với em để cùng sưu tầm về chơi ha. Rồi hôm nay á em có một cái cây nè, cây này là cây 158 cam đồng nè. 158 cam đồng thì hôm trước em vừa có chia sẻ cả nhà, thì hôm nay em có cái chậu này á, nó vừa mới nở bông luôn nè. Nó chỉ có 3 thân thôi nè cả nhà. Đó, cô chú anh chị mình xem là biết ha. Chỉ có 3 thân thôi mà cái bông nó nở như thế này thì cả nhà mình biết rồi. Cái đẳng cấp của cái dòng 158 này nó như thế nào rồi. Đây, từ cánh cho tới đài nó nở rất là cứng cáp. Cây này em không cần uống rồi gì hết. Như cái cây Mr. Gen này nè cả nhà, phải cần uống cần bông hoặc là sữa bông, tại vì á cái cần bông của cái những cái dòng này nó khá là yếu, cái cần bông nó khá là yếu. Còn như những cái cây nè, đây cái cần bông nè cả nhà mình xem, cái cần bông nó đẩy lên khá là cao đó, và từ cánh đài cho tới đấy nó khá là đẹp đó. Bây giờ là chỗ em nó đang chuẩn bị nó chuyển mưa, trời nó âm u rồi đó, trời tối âm u rồi mà cả nhà mình nhìn cái màu cam của nó như thế này rồi đó. Còn em sẽ ghim một cái mặt bông mà em chụp lúc có nắng cho cả nhà mình xem, nó cực kỳ đẹp, phải nói là cái màu của nó, màu cam của nó lên là cực kỳ đẹp luôn. Thì hôm trước em có chia sẻ là hướng hai lá là 1600k cho một hướng hai lá rồi, thì cô chú anh chị mình xem thì cũng biết rồi đó. Thì hôm nay á cái chậu bông này luôn nguyên bông
Đó, nếu mà cô chú anh chị nào muốn sưu tầm thì mình liên hệ với em. Nguyên bông chậu 3 thân, nguyên bông như thế này em chia sẻ là giá là 2000k. Đó, cho cái chậu đang bông 3 thân như thế này, 3 thân nguyên zin, 3 thân nguyên zin đang ấm chậu, đang bông luôn. Đó, cho cô chú anh chị mình sưu tầm. Cho nên là cô chú anh chị mình khỏi có suy nghĩ về cái vấn đề mà nói là cây nở bông mà em ngại không dám đưa lên hoặc không dám chia sẻ để chia sẻ những cái cây ấy, là cả nhà mình cứ yên tâm, có bông em bán bông hoặc không có bông em chia sẻ hàng lá. Tại vì hôm trước là nó đang chớm nụ cho nên là em để cho nó nở bông hoàn chỉnh ra để em quay cho cả nhà mình cùng xem. Đó, 158 cam đồng. Đó, cây này em hay gọi là cây 158 cam đồng. Đó, còn có hình theo em được biết á, thì cái cây này còn có tên gọi là cây 158 kim ngân. Đó là do cái người sổ đã đặt tên á, là 158 kim ngân. Đó, thì cái cây này còn em là em quen gọi là cây 158 cam đồng, tại vì em nhìn vô em thấy nó một cái màu cam nó rất là đẹp thì em mới gọi là 158 cam đồng luôn. Em ghi 158 cam đồng này để cho nó dễ nhớ. Đó rồi, cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái mặt hoa đó thì mình liên hệ với em qua số điện thoại là 0386 232 357. Rồi, em xin phép chào cô chú anh chị mình ha. Thì trong hôm nay, trong cái video em sẽ chia sẻ một số cái mặt hoa các loại da tem, chậu tác phẩm và một số cái mặt hoa các loại da sưu tầm như vậy. Thì cô chú anh chị nào xem mình cảm thấy yêu thích cái mặt hoa nào thì mình có thể là liên hệ với em nha. Rồi, em xin phép chào cả nhà mình ạ. Hẹn cô chú anh chị mình vào những cái video